giáng linh hồn ấy. Lạy Chúa, Chúa đang đưa chúng tôi trên Sion và từ Jerusalem những lời tán tụng hướng về Chúa. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để cùng với giáo hội dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn là những người thân yêu của chúng ta đã được Chúa gọi về. Họ là những người đã từng sống trên cuộc hành trình đức tin lữ thứ như chúng ta, nhưng còn một vướng mắc gì đó, họ cần lời cầu nguyện của chúng ta để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy hiệp ý để cùng cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta là cha mẹ, ông bà, anh chị em của chúng ta. Chúng ta cũng không quên và nhớ để chúng ta biết sống làm sao cho tốt hơn, cho đẹp hơn. Hiệp ý cầu nguyện với những người xin lễ, cầu xin tạ ơn, xin ơn bình an, xin được như ý và cầu cho các linh hồn. Xin một người xin cầu cho các linh hồn Thomas, Tadeo, Anna cùng các đặng linh hồn. Xin cầu cho linh hồn Phêrô, Gioan Bautista, Anton, Maria, Phêrô, linh hồn Maria tổ tiên, linh hồn Monica, Paulo, các linh hồn Giuse, Maria, Anton, Catarina và Maria. Cầu cho các tín hữu đã qua đời, xin tạ ơn, xin bình an, xin thánh hóa công ăn việc làm, xin ơn đền tội. Legio Resium xin cầu cho linh hồn, cho các linh hồn trong hội. Cầu cho linh hồn John Bautista, Augustino, Marta, Ferro, Simon, Maria, Matteo, Maddalena, Paolo, Anna, Maria Maddalena, Joan, Benjamin, Giuse, Maria Teresa, Isabel, Alfonso, Gabriel, các linh hồn Marta, Micae, Teresa, Benedetto, Francisco Xavier, linh hồn Đa Minh. Cầu cho các linh hồn đã an nghỉ, các linh hồn mồ côi, các linh hồn ông bà tổ tiên, cha mẹ và các đặng linh hồn. Chúng ta hãy nhớ đến các linh hồn để cầu nguyện cho các linh hồn trong thánh lễ hôm nay. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng chinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đấng Kitô con Chúa trên thăng tự thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đấng Kitô trên thăng về vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là Đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Khi ấy, ông Giu-đa Ma-ca-bê quyên góp được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dân hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông Phật xin dân hy lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời Chúa. Xuôi nước trong hồn con cũng chung mong được gần Ngài, lạy Thiên Chúa con từ linh hồn con khao khát Thiên Chúa trường sinh. Những khát khao Chúa trời thật là Chúa vĩnh sinh, hồn con tuy khi nào được tìm về được xóa chứng nhân Ngài. Nhớ những khi chảy hội về đền thánh Chúa xưa, hòa muôn tiếng reo vui, từng đoàn người cùng náo nức tưng bừng. Linh hồn con khao khát Thiên Chúa trường. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.
Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu khan và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giêsu nói: em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết thì cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Martha đáp: thưa Thầy, có, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta tham dự thánh lễ này để làm gì? Để cầu cho người đã qua đời. Nhưng chúng ta dám chắc được việc chúng ta cầu nguyện cho người đã qua đời có giá trị hay không? Vì chúng ta hoàn toàn không biết được điều gì sau cái chết. Nhưng chúng ta có được 3 lý do. Lý do thứ nhất, vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và phục sinh, cho nên chúng ta cũng sẽ được phục sinh với người. Lý do thứ hai là vì những người thân của chúng ta đã qua đời, họ là người thân yêu của chúng ta, và chúng ta không đành để chúng ta
nghĩ rằng họ qua đời là họ sẽ không còn một cái gì hết. Chúng ta không đành tin như thế, phải không quý ông bà chị em? Và lý do thứ ba, việc chúng ta nhớ đến những người đã qua đời là chính cách để chúng ta học biết chúng ta sống như thế nào cho đúng. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em biết hôm nay là mùng 2 tháng 11, lễ cầu cho các linh hồn. Thế hôm qua là ngày mùng 1 tháng 11, giáo hội cử hành lễ gì quý ông bà anh chị em nhớ không? Đó là lễ các thánh. Thế có liên quan gì đến nhau không? Có. Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng một mầu nhiệm các thánh thông công. Quý ông bà anh chị em hiểu mầu nhiệm các thánh thông công là gì? Mầu nhiệm các thánh thông công được giáo lý và thánh công giáo số 954 nói cho chúng ta rất rõ về ba tình trạng của giáo hội. Tình trạng thứ nhất, giáo hội thì duy nhất nhé quý ông bà anh chị em, chúng ta giáo hội duy nhất nhưng ở ba tình trạng. Tình trạng thứ nhất là giáo hội vinh tăng, tức là các tín hữu đã hoàn thành cái cuộc sống trần gian một cách tốt đẹp, được Thiên Chúa thưởng công là các thánh. Đứng đầu giáo hội vinh tăng là Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh mà kinh nguyện thánh thể chúng ta đọc lát nữa đây. Tình trạng thứ hai của giáo hội đó là giáo hội đau khổ, tức là những người cũng đã sống đức tin như chúng ta, hành trình đời sống, nhưng họ còn một điều gì đó, một vướng mắc gì đó chúng ta không biết, họ vẫn chưa được hưởng hạnh phúc. Họ cần phải có một thời gian, có một chặng để thanh luyện. Đó là các linh hồn mà chúng ta cầu nguyện hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta hướng về giáo hội vinh tăng là các thánh, vô số các thánh. Ngày hôm nay chúng ta hướng về giáo hội đau khổ là các linh hồn. Thế tình trạng thứ ba là gì? Tình trạng thứ ba là mỗi chúng ta nè, là những người đang ở cuộc sống trần gian này, chính chúng ta quyết định cho chúng ta sẽ sau cái đời sống trần gian này, chúng ta sẽ ở tình trạng giáo hội vinh tăng hay là tình trạng giáo hội đau khổ. Chính chúng ta, tất nhiên là nhờ ơn Chúa. Và chúng ta hãy nhớ, mầu nhiệm các thánh tông công là một tín điều. Tháng 11 giáo hội dành để cầu nguyện cho các linh hồn, để chúng ta nhớ đến các linh hồn. Khi con giải thích cho các em thiếu nhi đó, con nói với các em như vậy cho dễ hiểu nè. Các linh hồn là ai mà chúng ta phải cầu nguyện? Các linh hồn là những người đi du lịch mà quên đồ á. Con nói với các em, các con có bao giờ đi du lịch Vũng Tàu á, mình chuẩn bị từ tối hôm qua quá trời luôn á, tới hồi mình quên cái đồ mà quan trọng nhất, ra ngoài Vũng Tàu chơi không có vui vẻ gì, bởi vì cái quần sọt mình chuẩn bị đẹp ơi là đẹp, mình ra đó không có để mặc. Họ không làm gì được. Thế thì họ mới gọi điện alo người ở nhà lấy cái quần sọt đã gửi xe mang ra cho con, hay là đi ra đó. Con giải thích rất đơn giản như vậy để các em hiểu được vì sao các linh hồn cần chúng ta cầu nguyện. Vì họ ở trong tình trạng đóng băng, họ không còn làm gì được cho mình cả. Mầu nhiệm các thánh tông công tức là ba tình trạng của giáo hội thông hiệp với nhau. Đó là lý do vì sao chúng ta nhận các thánh làm bổn mạng, vì các thánh cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng các linh hồn thì ở trong tình trạng đóng băng, họ không làm gì được cho họ cả, nhưng họ có thể cầu nguyện cho chúng ta. Con xin lỗi, đầu lễ con giải tội hơi, có nhiều người xưng tội nên có thể con sẽ giảng lễ bị trễ giờ quý ông bà anh chị em. Thế thì tháng 11 chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn cũng là
chúng ta suy nghĩ về cái chết. Thế quý ông bạn chị em, ai trong chúng ta đây không sợ chết không? Ai cũng sợ chết, có điều người ta nói ra hay không thôi. Bởi vì sao mà lại sợ chết? Bởi vì chúng ta không biết cái chết nó như thế nào, và sau cái chết là cái gì. Thánh Ambrosio đã nói trong bài điếu văn của người anh trai mình: cái chết không phải tự nhiên, nhưng đã hóa thành tự nhiên. Và dẫu chúng ta nhiều lần, quý ông bạn chị em cũng như con, đã chứng kiến cái chết, nhưng cái chết vẫn mãi là xa lạ với mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta vẫn không hiểu chết là gì, không biết sao cái chết là gì. Phải không quý ông bạn chị em? Triết gia cổ đại Platon có nói rằng khi nghĩ về sự chết là suy nghĩ về sự sống đích thật. Cho nên tháng 11 là tháng chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, là cơ hội để những người con báo hiếu với cha mẹ mình, nhưng cũng là cơ hội để chính chúng ta nghĩ về cái chết, để chúng ta sống cho ra sống, chúng ta sống cho nên hồn. Vì nếu chúng ta không suy nghĩ về cái chết thì chúng ta sẽ không sống cho đàng hoàng được. Khi nghĩ về cái chết, giáo hội cho thấy niềm hy vọng Kitô giáo. Vì như con nói từ đầu lễ, chính Chúa Giêsu trong bài đọc con vừa đọc, bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng chứng kiến cái chết của Lazaro, và Ngài đau khổ như con người, như phận người, Ngài cũng khóc, thậm chí Ngài cũng phải chịu chết. Nhưng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ngài đã phục sinh, và không phải chỉ biết khóc than vì cái chết, nhưng Ngài đã biến cái chết thành nguyên nhân cứu độ cho con người. Và từ đây cái chết không còn là gì, điều gì quá là đau khổ nữa, mà nó là nguyên nhân, cũng là cơ hội để chúng ta đạt được ơn cứu độ. Thật vậy, qua sự phục sinh của Đức Kitô, và chính sự phục sinh của Đức Kitô đã trở nên nguyên lý và nguồn mạch cho sự sống lại của con người chúng ta. Như thế chúng ta thấy được một giá trị rất căn bản và sâu xa. Chính Đức Giêsu, và chỉ có Đức Giêsu mới đem lại cho con người sự sống đích thật. Cho nên điều mà Thánh Kinh khẳng định hôm nay, Chúa Giêsu Ngài là đấng ban sự sống. Và Thánh Phaolô tông đồ nói, dù sống dù chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Dù là giáo hội vinh thăng là các thánh vẫn thuộc về Chúa, dù là giáo hội đau khổ là các linh hồn vẫn đang thuộc về Chúa, và chúng ta giáo hội lữ hành vẫn đang thuộc về Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong bầu khí hướng về các đặng linh hồn hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho các linh hồn, họ cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta hãy giúp họ bằng cách, quý ông bạn chị em sử dụng Facebook, cái mạng lưới đó nó cho chúng ta nhiều thông tin hay lắm. Ví dụ, để lãnh nhận ơn đại xá, ơn toàn xá, chúng ta nhường cho các linh hồn đó. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11, chúng ta viếng nhà thờ hoặc đốc đất thánh, chúng ta đọc kinh cầu nguyện, chúng ta xưng tội rước lễ. Đó là lý do mà con giải tội hơi trễ. Và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, chúng ta sẽ được nhận một ơn toàn xá. Ơn toàn xá đó chúng ta nhường cho các linh hồn, họ cần lắm. Chúng ta nhiều khi chúng ta lo công việc làm ăn, chúng ta không để ý cái điều đó, nhưng các linh hồn cần lắm. Giống như con nói với các bạn thiếu nhi, là nhiều khi ở nhà không thấy cái quần nó cần, nhưng mà khi mình quên, mình đi chơi Vũng Tàu, nó cần lắm. Thứ hai, khi cầu nguyện cho các linh hồn và khi suy nghĩ về sự chết, thì chúng ta phải chấn chỉnh cái cuộc sống mình để chúng ta sống cho nên hồn.
Chúng ta sống làm sao để chúng ta hướng về các tánh giáo hội Vinh Thăng, chúng ta trở thành các tánh. Đừng để quên đồ khi đi du lịch nữa. Làm sao để chúng ta kết thúc cuộc đời này, chúng ta không còn phải ở trong tình trạng đau khổ và thanh luyện nhiều, và cần sự trợ giúp của nhiều khác nhiều nữa. Đó chính là lý do chúng ta có mặt ở đây, chúng ta cử hành thánh lễ này. Tiếp tục dâng thánh lễ hôm nay, quý ông bà anh chị em hãy dâng thánh lễ này thật sốt sắng, như chưa bao giờ dâng thánh lễ, như thể là thánh lễ này thánh lễ cuối cùng. Để làm gì? Để chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta nữa. Amen. Cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin vào Người thì không phải chết bao giờ. Luôn vững tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh, tin kẻ chết sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa Giêsu đã nói: "Ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó." Xin Chúa cho các linh hồn, các đức giáo hoàng, các giám mục, linh mục và tu sĩ trong hội thánh suốt đời hiến mình phục vụ dân Chúa mà nay đã qua đời được sớm hưởng niềm hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Xin Chúa cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta và mọi tín hữu đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa các con hãy vui mừng, vì phần thưởng các con sẽ trọng đại trên trời. Xin Chúa cho tất cả những người tuy chưa gia nhập hội thánh nhưng đã có lòng ao ước được biết Chúa và nỗ lực sống bác ái chính trực mà nay đã qua đời được lãnh nhận phần thưởng nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện, nhất là bằng việc dâng thánh lễ mỗi ngày. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ thường xuyên và sốt sắng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Chúa muốn cho mọi người đều được cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu xin, mà thương tha thứ đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các tánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đấng Kitô mà nay đã chết, nhờ lễ tế vô song này xin giải thoát họ khỏi tử thần ham giam hãm và cho họ đường sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đau bên các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thánh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càn đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng môn thệ tương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho
vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhiên và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo mục Giuse chúng con, Đức Cha Giuse phụ ta và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng con đang tham dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cũng đón nhận những linh hồn mà chúng con có ý truyền cầu trong thánh lễ này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tài được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thế tức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương.
Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian. Con trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đánh Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dòng nước lương trôi ngày tháng êm đềm, vượng bao sông suối vẫn xuôi mãi về biển khơi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu khát vọng, theo cơn gió đùa làn mây hợp rồi tan. Vòng quay đời sống phút giây mòn mỏi không ngừng, lời dành cao ngất gươm hoa trải tràn lối đi. Bao nhiêu sắc tươi, bao nhiêu ước thề, giờ còn đâu nữa, đã kia vừa khắc hàng tên. Cuộc đời là thế, có gì trường tồn, bước rồi lại mong, có gì bên chân mỏi gối bương ai thờ thần giữa đời. Dầu sàn cao quý vẫn như đóm tàn biên tan, công danh đỉnh cao vinh quang trói ngời, bay theo an mây chiều đông trôi lặng lẽ. Trần gian nghiệt ngã lang du rồi có ích gì, buồn thương cay đắng mãi mê giữa đời nuôi trôi. Nay tay đã buông, hơi khô đã dừng, chiều hoàng im vắng, biết ai còn nhớ còn thương.
ơi quan nhiêu, từng chiếc lá rơi âm thầm, bát vàng rồi mơ dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con cùng chính là lương thực Chúa sẽ ban trong nước Chúa sau này. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Nhờ đó mới có công đoàn của chúng con hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa đã nâng đỡ giáo sư Hòa Hưng được hình thành và phát triển suốt 75 năm qua trong tình thương vô bờ bến của Chúa và dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Trong tâm thanh hồng phúc này, xin cho chúng con biết đoàn kết yêu thương, cùng nhau góp sức xây dựng giáo sư luôn phát triển, để trở thành chứng nhân giữa lòng xã hội và mong mỏi gia đình. Xin cho chúng con biết chạy đến cùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là bồn mạng của giáo sư Hòa Hưng chúng con, để được hưởng những ơn phúc dồi dào mà Đức Mẹ hằng cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con biết nói thương anh dùng của các thánh Việt Nam và các bậc tiền nhân sáng ngời qua mọi thời đại, để chúng con cùng cô và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai. Với những ơn còn sai lầm được trong năm tháng này, xin Chúa thương cung dung ra những một cần đến lòng Chúa thương xót, và xin Chúa vẫn hãy ơn chúng con lúc thân sai hầu sức đai lượng bình an đời ngày và được phúc đời sau. Amen. Chúng ta cùng lãnh phép lành cuối lễ. Thiên Chúa là nguồn mọi sự an ủi, đã lấy lòng nhân từ khôn ta mà tạo dựng con người, và cho có các tín hữu được hy vọng sống lại trong sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài ban phúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta là những người còn sống được ơn tha tội, và cho mọi người đã qua đời được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng ta tin thần Đức Kitô đã sống lại từ trong kẻ chết. Xin cho tất cả chúng ta được sống hạnh phúc với người đến muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chúa trời xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang, thằng cưới chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thân trai tìm Đức Chúa Giêsu, sáng chúng con. Lạy trai tìm cực thân cực tân ra thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thân Giuse là ban thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy ca thánh từ Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.